chúng ta cùng điểm lại các cái thông tin về tiền điện tử. Lúc này một số các cái cơn tăng giá đã có thể là nói rằng là sự điều chỉnh bắt đầu đã thiết lập, các cơn tăng giá bắt đầu được phanh lại và bắt đầu trở về những cái việc điều chỉnh, những cái xu hướng cố hữu của nó. Bây giờ coi market cap với số vốn hóa là 138 tỷ, chúng ta đã nhìn thấy là sự giảm từ việc 144 xuống, và Bitcoin đang ở chiếm cái tỷ lệ là 51.6%. Ngày hôm nay chúng ta xem xét cái vốn hóa trong 24 giờ với những con trên 100.000. Bây giờ thì dành cái thời lượng do từ Dash trở lên, Dash ở vùng 92 đô đang rất là một cái món giá hời. Bitcoin SV 101, Stellar 0.13, Zcash là 68. Cái điều này sẽ tỷ lệ với cái việc mà nó cân bằng với Ether, do vậy Zcash là một trong những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể xem xét trong cái thời gian tới. Nó là một dạng top coin. Zcash người ta đánh giá như là Ether thứ hai, cũng như là thay đổi các cái vị thế của vấn đề máy đào, khiến cho giá 68 cũng là một trong những cái giá hà hời. Chúng ta xem xét qua Zcash 2.51%. Chúng ta điểm qua một chút về Zcash. Một giờ cũng đã đi từ cái vùng 49 lên vùng 68. Chúng ta xem vào dài hạn, đây vẫn là một trong những cái mốc giá mà chúng ta nhìn thấy 170, 153. So sánh với con sóng của Ether, khi mà so sánh với Ether thì chúng ta nhìn thấy giá của Zcash vẫn đang thấp hơn rất nhiều, và có những lúc cũng tiệm cận ngang bằng Ether, là cái điều mà chúng ta có thể xem xét trong thời gian tới. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại các cái thông tin. Giá cao nhất của chúng ta là Zcash 595. Các vùng của Zcash, sau khi chúng ta thấy rằng nó là một cái mặt hàng thay thế Ether về vấn đề khai thác. Chúng ta xem xét vốn hóa của 24 giờ. Lúc này đây, Dash, Zcash, Tron 0.02, Ether Classic là 5.11, vẫn là một trong dòng giá cao. Neo từ 6 lên 8.43 đô, Quitum 2.65 đô, Litecoin 33 đô, EOS 2.76. Chúng ta nhìn thấy vốn hóa của EOS cũng rất tốt, XRP 0.4, Ending của những cái coin lên giá lên sàn. Đợt này ICO và hậu ICO lên rất ít. Cách đây một ngày có một con là CNUS với giá là 0.04 và volume rất là thấp. Gần đây nhất chỉ có Strong USD đang chiếm cái vị thế là một trong những cái tài sản để quy đổi ra tỷ giá USD, với tỷ giá loanh quanh là 1 đô. Một số các cái coin khác như AER Go cách đây 8 ngày 0.1, giá 0.1, và cái tiền volume trong vòng 24 giờ rơi vào 3.5 triệu. Đây là con cao nhất trong thời gian vừa qua. Còn đâu các cái con mà vốn hóa của nó rất thấp, 11.000, 2.900, 19.000, rất là thấp, 1.800. Do vậy cái việc thanh khoản rất khó. Do vậy cái việc thắt chặt của các cái sàn cũng như là đưa ra lên ICO khiến cho thị trường hiện tại đang bó hẹp và có thể kết thúc một cái chu trình ICO. Và như David có phân tích là một trong những cái sự kiểm soát của ICO đó là STO có thể ra đời trong năm 2019. Và một trong những cái điều kiện để đầu tư trong năm 2019 đó là đa dạng hóa những cái coin ở top coin, và đây coi như là một cái thị trường đáy. Từ đó chúng ta xem xét các cái báo Việt Nam, các cái thông tin, các cái trang mạng người ta dịch ra từ các cái thông tin. Có thể rất nhiều các cái tổng hợp các cái tin tức, 11 dự án blockchain có nhiều đối tác liên kết. Ngân hàng JP Morgan cảnh báo về Bitcoin và tiền mã hóa. Giá Bitcoin phục hồi, Dow Jones gặp khó khăn nhất trong vòng 10 năm qua. Và rất nhiều các thông tin thấy được cái giá cả của thị trường chứng khoán đang rất thấp. Đồng đô la suy yếu khiến cho có thể là đồng tiền mã hóa nó có thể có cái đợt tăng giá. Và chúng ta sẽ xem xét điều gì đã kích hoạt Ether tăng 66%. Chúng ta có thể xem xét cái tin này.
Kể từ ngày 16 tháng 12 trong vòng một tuần, giá Ether tăng từ 83 đến 138, chỉ hơn 66%. Và trong suốt tuần qua, Ether đã chứng kiến số lượng short cao kỷ lục trên nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất là Bitmex và Bitfinex. Họ short sell rất nhiều. Và cú lừa này cũng có thể rất nhiều tài khoản đã bị cháy. Do đó là thi thoảng là chúng ta sẽ bị đánh úp. Tất cả đánh xuống nhưng mà chắc chắn sẽ có những cơn gió nó sẽ làm mồi cho rất nhiều các cái tài khoản short sell. Và nó sẽ lên để cho cháy các tài khoản đó. Thì đây là những cái yếu tố quan trọng của cái việc mà sự lừa của thị trường khiến cho chúng ta tưởng lên nhưng lại xuống, nhưng mà tưởng xuống thì nó lại lên rất mạnh mẽ. Vấn đề là gì ạ? Họ đã hút được bao nhiêu tiền vào mà thôi. Và người ta đánh giá là không phải tất cả tích cực cho Ethereum. Ethereum đã tăng 66% trong một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn giảm 91% từ mức cao nhất mọi thời đại ở mức 1.448. Ở các thị trường truyền thống, mức giảm 20% từ mức cao nhất là gọi là thị trường gấu. Như vậy, ngay cả một đợt tăng giá khắc phục lớn Ethereum và phần còn lại của thị trường tiền điện tử đang ở trong một cái thị trường gấu và đấu tranh để phục hồi từ nó. Có rất nhiều người đã phân tích cho rằng Ethereum là một tài sản tốt hơn để rút ngắn vì tính biến động cao và sự phục hồi gần đây của nó. Càng khác biệt giữa cấu trúc Ether và Bitcoin, nếu bạn đang đặt cược vào mối tương quan vẫn như cũ và cả hai đều trở lại trạng thái cân bằng cấu trúc, Ethereum là cách chơi tốt cho cái đội short sell trong thời gian dài, và người ta nói rằng Ether sẽ tiếp tục xuống 4.000 đến 4.500 là mức kháng cự. Đây là người ta đang phân tích về Bitcoin. Sau đó thì người ta trộn vào các cái hệ thống của Ether. Và chúng ta có thể xem xét được các yếu tố tăng giá, giảm giá thông qua cái việc xem sóng. Và bây giờ chúng ta xem sóng Bitcoin lúc này. Ở dài hạn, Bitcoin vẫn đang chịu một cái mức ảnh hưởng của cái việc là sức đè nặng của Ichi. Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng Ichimoku đang là một cái mức cản rất là nặng, và cái đám mây dày báo hiệu một cái xuống đi ngang, báo hiệu một cái xuống đi ngang. Các cái vùng mà giá xuống đi ngang để cho về vùng 44, 43 và đặc biệt là 4189 là một cái sự khó cản. Chúng ta xem xét ở 4 giờ trong trung hạn. Trung hạn thì đây là mức điều chỉnh về cái vùng 3991. Tôi cho rằng các cái mốc của 4.000 là một mức cản tạm thời của giá. Các vùng 4.000 là một trong những cái mức chinh phục các cái mốc, và 3.900 là mức chinh phục. Nếu trong trường hợp giá có thể đánh thủng vào các vùng giữa của Ichi lúc này, vùng giữa Ichi lúc này nó sẽ rơi vào các cái vùng như là 3.94.000 và bắt đầu đi lên. Kiểu gì thì cũng có những cái luồng dòng tiền mới đi về vùng 47. Nhưng hôm qua nếu ai chúng ta mua sớm, chúng ta có thể bị một cái cách đu đỉnh bởi vì cái sóng của cái sự điều chỉnh và không có cái gì lên mãi cả. Do đó chúng ta nhìn thấy sự điều chỉnh ở vùng 3940 để tăng lên vùng 47 là hoàn toàn có thể có sự khả thi. Vùng 48 cũng được, đến vùng 5000 là cái vùng mà chúng ta sẽ mua điều chỉnh ở vùng 3940. Các mong muốn của vùng 3940 được đưa ra trong các việc phân tích đợt tới, đó chính là cái cách là chúng ta có những cái sóng mua. Và nếu trong trường hợp kịch bản ngược lại xảy ra, nếu phá vỡ được các cái vùng 35, 32 thì chắc chắn là sẽ có một cái lội ngược dòng sau khi cái cú hích từ cái việc bơm giá lên để cho một số các cái thành phần họ thoát hàng, sau đó lại tiếp tục ở cái vùng thấp. Tôi vẫn cho rằng cái lực mua ở trong thời điểm này đối với Bitcoin là cái điều quan trọng hơn cái việc short sell. Lực mua được thu hút chủ yếu, nhưng vấn đề mua ở điểm nào chúng ta cần phải xem xét. Thứ nhất là chúng ta mua ở vùng giữa của Ichi, sau đó điều chỉnh về các vùng cản cứng của Ichi, sau đó là gì ạ? Thiết lập vùng giá đáy ở vùng 32, 35, 36 và 39. Xem 4.000 như là một dạng cản cứng. Và trong ngắn hạn thì sao? Ngày hôm nay trong ngắn hạn, Bitcoin sẽ phá vỡ vùng 39 nếu trong trường hợp giữ ở đó khoảng độ một vài tiếng, cụ thể là khoảng 3 tiếng thì cái mức cản được coi như là đánh sập. Bitcoin có thể gì ạ? Xuống ở vùng 39 và test ở cái vùng 38.
Nhưng mà vùng này là chúng ta có thể mua để chúng ta test lại các cái mốc của Ichi trong ngắn hạn. Ichi trong ngắn hạn đang được thắt chặt và mỏng, khiến cho chúng ta nhìn thấy cái lực mua có thể được kích hoạt ở vùng này. Vậy sau 2 đến 3 ngày giá đã lên và bây giờ là có sự điều chỉnh, và thực sự sự điều chỉnh này sẽ giúp cho chúng ta có được cái lực mua. Và tôi hy vọng rằng các cái cách để chúng ta phân tích đó là sự nhắc lại của quá khứ, đó là vùng 3910, vùng 3810 nếu Bitcoin giữ được, và bây giờ là một trong những cái lực mua để chúng ta có thể sẵn sàng bắt đầu từ lúc này. Tôi thì tôi vẫn theo rằng đây là một cái kênh điều chỉnh của Bit, một kênh điều chỉnh của Ether, giúp cho chúng ta có sự khả quan trong việc mua trong đợt này. Trong phân tích kỹ thuật lúc này chúng ta xem xét đến Ether. Hôm qua thì có rất nhiều người đã nói với tôi rằng là họ đã đầu tư và họ đã gấp đôi và người ta sẽ chốt lời. Và từ hôm qua cái việc cảnh báo của việc chốt lời chính là cái việc điều chỉnh của giá. Giá xuống là do cái tỷ lệ chốt lời. Nếu tỷ lệ chốt lời này mà thành công, tức là sẽ có một lực xuống rất mạnh. Nhưng nếu có lực mua đỡ và những cái người tham gia vào thị trường và mua một cách mạnh dạn để vượt qua được cái lực chốt lời. Cái lực chốt lời này chính là cái việc mua ở vùng giá thấp và lên cao họ chốt lời. Nhưng nếu trong trường hợp mà lực đỡ này mà xung lực yếu và thị trường có cái sự vượt mua nhiều hơn thì lập tức là sẽ bị giảm cái đà giảm, sau đó tăng lên. Bây giờ vượt quá cái vùng 142 và bây giờ sẽ nhắc lại ở vùng 129 đối với Ether và 115. Từ cái việc 115 này chúng ta có thể nhìn thấy đây là vùng điều chỉnh về vùng 115, điều chỉnh về 140. Vậy cái lực mua suy đoán đó là bật lên 150 ở vùng 120. Bây giờ chúng ta xem xét ở 4 giờ. 4 giờ về vùng 132, đây cũng có thể là một cái vùng điều chỉnh. Vậy cái kịch bản điều chỉnh về vùng giữa của Bollinger Band và Ichimoku. Kịch bản nhắc lại ở các khu vùng 130, tôi kỳ vọng rằng là một vùng 130 sẽ có một cái cuộc lội ngược dòng. Và đây mới chính là cái điểm mà chúng ta mua. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta xem xét ở vùng dài hạn đối với Ether. Vùng dài hạn Ether chúng ta cũng đã nhìn thấy giá đang điều chỉnh về các cái vùng giữa của Ichi, khiến cho chúng ta đây là cũng nhìn thấy được cái lực mua. Và chúng ta đón chờ ngày hôm nay để chúng ta xem xét được các cái vùng điều chỉnh này có coi được là cái lực mua mạnh hay không, nó đỡ được các cái vùng chốt lời này hay không. Chúng ta vẫn xem xét Ether ở vùng trung hạn, nó vẫn có thể trượt về các cái vùng giữa của Bollinger Band vùng 130 và nhắc lại ở vùng 109, 110. Có thể đây là một trong những cái. Tuy nhiên giá lúc này vẫn là đang rất thấp. Các vùng điều chỉnh của Bollinger Band vẫn là yếu tố quan trọng và hôm nay kỳ vọng để nhắc lại trong quá khứ 164, nếu trong trường hợp ngày hôm nay nó vượt qua vùng 164, 163. Và lực mua cho Ether là 131. Bây giờ chúng ta xem xét XRP. XRP thì ngày hôm qua rất nhiều người nói rằng là sự vội vã của XRP lên và hai cây nến thẳng tắp khiến cho chúng ta rất dễ bị đu đỉnh vùng 0.46 và bây giờ đang điều chỉnh ở vùng 0.4. Vùng giữa của Bollinger Band và Ichimoku đây được gọi là tạo ra một cái giá trị điều chỉnh. Và tránh trường hợp mua ở các cái vùng mà đang lên. Đó vậy là nhắc lại ở các vùng giữa Bollinger Band và giữa Ichimoku khiến cho lực mua của chúng ta lúc này là chính xác. Và cái sự điều chỉnh này giúp cho chúng ta thấy được là lực mua bắt đầu kích hoạt cho XRP, Ether, Bitcoin lúc này. Bây giờ chúng ta xem Litecoin, một trong blue chip thứ ba. Litecoin cũng có một cái sự sụt giảm. Chúng ta xem Litecoin ở đấu với USD, LTC. Điều chỉnh về vùng 31 rất tốt. Chúng ta mua ở vùng 31, 28 và 29, 29, 28, 31. Đây là giá điều chỉnh cho cái mục việc mua vào. Sự nhắc lại ở vùng 37, mua vùng 29, 28. Đây là yếu tố quan trọng của việc giá điều chỉnh. Vậy thì tôi kỳ vọng rằng nếu trong trường hợp giữ được ở vùng mức 27, 28, 29 thì chắc chắn là sẽ có sự lội ngược dòng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến được các cái sự điều chỉnh của giá đối với Bitcoin, Ether, Litecoin và XRP. Một trong những top coin
chúng ta có thể xem xét cũng như là xem sự biến động của nó thông qua việc volume 24 giờ. Trên đây là cái bản tin của David cùng với sự phân tích đưa ra cái mốc mà có cái tỷ lệ chốt lời cũng như là có cái tỷ lệ điều chỉnh. Do vậy tránh trường hợp chúng ta mua đu đỉnh với các cây nến thẳng và các cây nến căng đét về mức giá, chúng ta hãy bình tĩnh và chúng ta chờ cái sự điều chỉnh là tốt trên hết. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái bản tin hữu ích cùng với David. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể liên lạc Zalo 0987732228 hoặc là chúng ta tham gia vào các cái hệ thống đào tạo tradecoin.edu.vn hoặc tham gia các hệ thống No Loss System cùng với David. Hiện tại David đang phát triển về Cashrix, một trong những sàn giao dịch margin có thể đánh xuống hoặc đánh lên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta trao đổi và chúng ta đưa ra các cái phương pháp đầu tư gì năm 2019. Zalo 0987732228. Xin cảm ơn mọi người.